một lỗ hồng lớn hiện rõ. Kim Ngang tiêu suýt kêu lên một tiếng mừng rỡ. Thì ra lỗ rết đó đã đưa chàng đến một đường hầm. Kim Ngang Kiều phải đào thêm nữa mới chui vào lọt. Nhưng đường hầm vẫn khó đi vô cùng. Chàng vẫn kiên nhẫn vừa đào vừa chui vào. Biết rằng con rết đưa chàng đến chỗ của Kim Ngô Lão Quái. Tức là có cầu hồn băng chủ. Mãi đến lúc đào sâu đến độ 18 xích. Mảnh đất ở phía dưới bỗng bụng một tiếng rơi xuống để lộ một vùng sâu thẳm. Kim Ngang Tiêu a à lên một tiếng ngạc nhiên, thì ra đó là một con đường hầm rộng thành thang, có đến 10 người cũng đi lọt. Con rết của Kim Ngô lão quái đã từ chỗ đường hầm này khoét thành một lỗ hồng, ăn thông lên mặt đất để ra ngoài kiếm ăn. Dù là quái vật tinh khôn, nó cũng chỉ là loài thú vật côn trùng, đầu óc của loài sâu bọ. Nó chỉ biết đi kiếm ăn, có ngờ đâu dẫn địch thủ ghê gớm nhất của chủ nó về. Kim Ngang Tiêu không kịp suy nghĩ, vội vàng buông mình xuống đường hầm. Nhưng chân vừa chạm đất, chàng đã giận mình, biết rằng mình sơ suất, quá coi thường đối phương. Cả chục mũi đao kiếm nhất đè chém vào chàng, chiêu số kinh khí mạnh vô cùng, đường đao đường kiếm nhanh như chớp nhoáng. Kim Ngang Tiêu vừa kịp nhận thấy hơn 10 tên câu hồn bang đứng chờ sẵn dưới đường hầm, vây quanh lấy chàng, Đối với một cao thủ khác, trước lối vây công bất ngờ đó, khó lòng mà tránh khỏi đào thường Xa dĩ câu hồn bang chủ tập trung ở đây, toàn là những cao thủ thượng thặng và là người tâm phúc của bang chủ. Nhưng Kim Ngang Tiêu tay cầm Thanh Long Bảo kiếm, luồng kiếm quang xanh lòa lóe lên. Leng keng mấy tiếng, có tới 6-7 mũi kiếm và đào bị chém cụt và rơi xuống đất. Kim Ngang Tiêu cười lớn nói: Hộ oh, Cầu hồn bang chủ đâu Các người gọi y ra đây lãnh tử đi Bọn cầu hồn bang cùng thét lên những tiếng quái gờ Lan xả vào đâm chém kim ngang tiêu Trước số địch thủ đông đảo Võ công không phải là tầm thường Kim ngang tiêu chẳng dám sơ ý Vội đưa thanh long thần kiếm lên chống đỡ Nhưng mà chàng trầm thanh nói Bổn nhân không có ý định đa sát Nếu các người tránh sang một bên Kim mỗ sẵn sàng tha chết cho các người bằng nếu ương ngạnh cản đường kỳ mỗ các người đừng trách Kim mỗ tàn nhẫn bọn câu hồn bang chẳng nói chẳng rằng nhất là xông lên tấn công kim ngang tiêu như điên cuồng kim ngang tiêu lấy làm lạ nhưng chàng có ngờ đâu rằng mấy tên câu hồn bang này là thủ túc của bang chủ được lệnh đến đây chẳng phải là để chặn đường kim ngang tiêu mà chỉ để cản đường chàng lâu thêm chút nữa lúc ấy để mà bang chủ của chúng có thì giờ tẩu thoát Số là ngay khi mà con rết kim tiền bị đốt cháy người chạy về Kim ngô lão quái biết ngay rằng đường hầm đã bị bại lộ liền phi báo cô hồn bang chủ Câu hồn bang chủ nhận rõ vết thương của con Z Chính là Thái Dương Thần Công Trường Môn trường pháp đặc dị trên đời này Chỉ có một mình Kim Ngang Tiêu biết được mà thôi Thấy sự tình như vậy Câu hồn bang chủ hiểu ngay rằng Kim Ngang Tiêu sắp theo dấu vết của con rết Tiến vào đường hầm đến nơi bởi vậy Y Thị liền sai 12 tên thù hạ cảm tử, phục sẫn chờ đoán Kim Ngang Tiêu. Bọn thù hạ này đều là những ma đầu trong võ lâm được cơ hồn bang chủ thu phục, đã thề sống chết vì cơ hồn bang chủ. Bởi vậy, khi Kim Ngang Tiêu đem vấn đề sống chết ra nói, chúng đâu có thèm nghe. Tất cả đều liều mạng, xông đến tấn công Kim Ngang Tiêu. Uy thế của 10 cao thủ liên hợp mạnh như vũ báo. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng. Thanh Long Thần Kiếm là loại quái kiếm đặc dị của võ lâm. Cái chết của hơn 10 cao thủ câu hồn bang lại càng mau lẹ. Lần lượt những tên câu hồn bang đầu gục ngã. Nhưng Kim Ngang Tiêu không khỏi kinh dị. Thấy những tên còn lại, dù chỉ còn 2-3 tên, cũng không thấy chúng trốn chạy. Kim Ngang Tiêu không muốn đa sát cũng không được. Còn đến tên cuối cùng, y cũng lăn xả vào Kim Ngang Tiêu, chém thí mạng như thể tất cả bọn câu hồn bang này đã quyết chết ở nơi đây. Kim Ngang Tiêu bỗng chà kiếm vào vò, chờ lưỡi kiếm của tên câu hồn bang duy nhất phóng tới, chàng mới thi triển đàn chỉ thần công, dùng ngón tay khẽ búng một cái, chỉ thấy leng keng mấy tiếng liên hồi, thanh kiếm của tên câu hồn bang đã gãy làm ba đoạn, mảnh kiếm rơi xuống loang xoàng. Ý định của Kim Ngang Tiêu là không giết chết tên này ngay, mà cho hắn sống để trao hỏi đường lối dưới địa đạo này. Không ngờ tên câu hồn bang hình như đã biết trước ý định của chàng. Y bỗng lùi lại mấy bước, bỗng giống lên một tiếng, tay cầm thanh kiếm đã gây cụt đến gần chuôi, tự đâm vào ngực chính giữa tâm tạng của Y. Kim ngang tiêu muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Thanh kiếm tùy gãy nhưng còn sắc bén lạ thường, cắm luôn vào ngực của tên câu hồn bang, nghe phập một tiếng. Tên câu hồn bang lào đảo ngã gục xuống chết ngay. Trước tình thế bị thảm đó, Kim Ngang Tiêu cũng phải thở dài, trong lòng lấy làm lạ, không hiểu tại sao câu hồn mang chủ lại thu phục những thủ hạ kiên trùng đến như vậy. Sau khi chàng hạ xong bọn câu hồn băng, dưới địa đạo im lặng như tờ, chàng lắng tai nghe cũng không thấy tiếng động gì khác lạ. Nơi chàng nhảy xuống là khúc giữa của địa đạo, nên Kim Ngang Tiêu phân vân không biết là đi về hướng nào. Bỗng chàng nhìn thấy vết chân của bọn câu hồn bang còn in rõ trên địa đạo, tất cả đều từ một phía chạy lại. Không kịp suy nghĩ, chàng lập tức chạy vào hướng đó, tin chắc rằng nơi đó có bọn câu hồn bang chạy lại, tức là nơi có sào huyệt của câu hồn băng chủ. Kim Ngang Tiêu chạy được độ hai dặm trong địa đạo, thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, dậm chân bực tức, vì phía trước chàng không phải là nơi sào huyệt gì bí mật, mà chỉ là cửa ăn thông ra bên ngoài nơi đó có ánh sáng mặt trời le lói, đưa tới một sườn núi ở bên ngoài thung lũng mê hồn cốc. Cảnh thiên nhiên sắp đặt khéo léo, làm cửa hàng bị che khuất hẳn. Người đứng ngoài không thể nào tìm thấy cửa địa đạo nếu không có dấu hiệu chỉ dẫn trước. Kim Ngang Kiều phát hiệu cửa hàng là nhầm lẫn. Chàng đã chạy ra, chứ không phải là chạy vào. Thầy giờ phí phạm, có lẽ cầu hồn bang chủ đã nhân cơ hội chạy trốn mất rồi. Kim Ngang Kiều nóng như lửa đốt, vội quay lại, chạy ngược vào trong địa đạo. Vì đã biết rõ đường lối, chàng thi trần khinh công, đi nhanh như là luồng gió. Chẳng mấy chốc, chàng đã vượt qua nơi có hơn chục tử thi của bọn câu hồn bang, tức là nơi chàng nhảy xuống rồi xảy ra huyết chiến. Từ đó tiến vào sâu nữa, khoảng chừng hơn một dặm, thì bỗng chàng sững lại ngạc nhiên. Địa đạo tối om, nhưng mắt chàng thần lực nhìn rõ như ban ngày, Phía trước chàng là một cửa đá lớn của một cái nhà ngầm sâu ở dưới đất. Kim Ngang Tiêu không ngờ ở dưới đất lại có một cổ mộ kiến trúc kiên cố như vậy. Bên trong tấm cửa đá là một loạt bốn chiếc quan tài bằng đá. Nhìn những đường chạm khắc tinh vi, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay đây là một cổ mộ rất vĩ đại của một bậc đế vương. Nhưng mà chàng thấy phấn chấn vô cùng. Quả nhiên, chàng đã tìm thấy sao huyệt tuyệt đối bí mật của cầu hồn bang chủ bởi vì chẳng cần suy đoán, chàng cũng hiểu ngay rằng cầu hồn bang chủ đã chọn nơi cổ mộ này làm trốn ẩn cư. Nhưng cổ mộ quá rộng lớn, không biết bao nhiêu ngõ ngách, lại còn những bậc đá ăn sâu xuống dưới. Kim Ngang Tiêu vượt qua căn phòng đặt bốn quan tài xuống mấy bậc đá, thận trọng tự từ tiến vào trong cổ mộ. Địa đạo như lưới nhận, ngóc ngách ngang dọc nhiều vô kể. Các phòng đá rộng thanh thang nhiều khi rỗng không, đôi khi mới thấy có đặt một quan tài ở chính giữa. Trên nắp các quan tài đó đều có khắc chữ, nhưng là một lối chữ cổ, trông tựa như là chữ phạm của nhà Phật. Tuy không hiểu ý nghĩ những hàng cổ tự đó, Kim Ngang Tiêu cũng đoán được rằng đây là một khu mộ đế vương của thời tiền cổ. Có lẽ cả một gia đình vương tộc đã chôn cất trong mộ cổ này không biết từ bao nhiêu đời. Thật là một kỳ quan, nhưng chàng thấy lạ lùng vắng ngắt sự phấn khởi ban đầu của Kim Ngang Kiều càng nguội lạnh đi. Bởi vì chàng bồn chồn lo lắng, không biết là câu hồn bang chủ đã ẩn nấp ở nơi đây hay không. Kim Ngang Tiêu bước mau hơn, nóng nảy tìm kiếm. Nhưng đường đối quá nhiều, biết đi về phía nào. Đột nhiên Kim Ngang Kiều dùng mình đứng lại, chàng đã nghe thấy tiếng hồ hấp nhỏ nhẹ đều đều. Kim Ngang Tiêu quát lên một tiếng, Ai? liền sau đó từ phía bên tà có tiếng quát vọng lại ai kim ngang tiêu khí huyết căng thẳng biết rằng đã tới lúc đối đầu với kẻ thù vô cùng xảo quyệt chàng nghiến rằng gằn giọng câu hồn bang chủ hôm nay kim mỗ đến đây đòi nợ máu đầy nên là đừng mong thoát khỏi tay ta nữa không ngờ từ phía bên tà tiêu nói vừa rồi lại vang lên người ngươi là ai thanh âm rõ ràng là tiếng đàn bà, nhưng nghe thật là kỳ lạ. Kim Ngang Tiêu đã quen với giọng nói biến âm của câu hồn mang chủ, nên không chút ngạc nhiên. Trang liền cất tiếng cười khanh khách. Câu hồn bang chủ, nàng còn hỏi ta là ai hay sao? Ta là kẻ tử thủ của nàng. Hôm nay đến đây, báo mối thù giết cha mẹ và toàn thể Kim Gia Trang năm xưa. Câu nói chưa dứt, thân hình Kim Ngang Tiêu đã như luồng khói, bay vút sang bên ta đó là tu di thần pháp, tuyệt đỉnh khinh công của võ học. Bên tả là một căn phòng rộng lớn, trần thiết lộng lẫy, đèn nến thắp sáng, khác hẳn với vẻ tối tăm u lạnh của những căn phòng khác. Giữa căn phòng đó là một cái sập đá, và trên sập đá có người ngồi. Nhưng khi nhìn đến người đó, Kim Ngang Tiêu ngẩn người kinh ngạc, hai trường đã vận kinh lực để sẵn sàng tấn công, hắn từ từ hạ xuống bởi vì người ngồi trên sập đá không phải là câu hồn bang chủ, mà là một thiếu phụ tuổi trạc 40, đôi mắt là hai lỗ sâu. Đó là một thiếu phụ mù mắt, hoàn toàn xa lạ đối với chàng. Hình dung thiếu phụ mới thật lạ lùng. Thiếu phụ đầu tóc rối bời, nước da trắng bạch, nhưng vô cùng xấu xí. Hai mắt đã mù, mũi lại sứt, mồm lệch, răng vỡ, chân tay thô kệch. Xong áo quần của mụ lại cực kỳ sang trọng, áo vàng thêu kim tuyến lấp lánh như thể là áo đại trào của các bậc vương phi quyền quý. Quần lụa hồng, áo lót cũng màu hồng, cổ đeo chuỗi hạt ngọc, có điểm thêm chín hạt châu to bằng quả trứng. Áo quần đó không xứng với người, trông thiếu phụ không khác gì mụ ăn mày, bỗng mặc được xiêm y của các bậc vương phi mặc vào người. Kim Ngang Kiều kinh dị đến nỗi, đứng ngây người hồi lâu mới cất tiếng nói. Tôn giá là ai thiếu phụ hướng hai lỗ mắt sâu hòm về phía Kim Ngang Tiêu đáp. Ta là ai? Ta là chủ nhân ngôi mộ này. Kim Ngang Tiêu càng ngạc nhiên, chỉ đứng chố mắt nhìn thiếu phụ. Chàng tiến lên một bước. Đột nhiên thiếu phụ quát. Đứng im. Lần này Kim Ngang Tiêu chẳng những ngạc nhiên mà còn khiếp hãi. Thiếu phụ mù mắt, trong khi bước chân của chàng nhẹ hơn lá rụng. Kinh công đã vận đến mức tối cao, Vậy mà thiếu phụ biết chàng bước lên một bước. Xem tình hình đó, đủ thấu hiểu, thiếu phụ là một tuyệt đỉnh cao thủ của võ lâm. Kim Ngang Tiêu trầm giọng nói. Tại hạ họ Kim, hôm nay đại diện võ lâm đến đây, tầm ná bọn người gian nan độc ác, gây tai kiếp cho võ lâm. Chủ nhân ngồi cổ mộ đáp. Người là ai ta không cần biết, nhưng không có phép của ta, không ai được bước vào ngồi cổ mộ này tại hạ không hề muốn xâm phạm gia cư của tôn giá. Nếu bọn cầu hồn bang không ẩn trốn ở nơi đây, tại hạ thỉnh cầu tôn giá đứng sang một bên, cho phép tại hạ vì đại nghĩa của võ lâm trừ khử bọn ma đầu ác tặc. Không, ta không cho phép. Tất cả những người được ta đón vào ngồi cổ mộ này đều là thượng khách của ta. Ta không cho phép ai xông phạm đến họ. Kim Ngang Tiêu cười gằn tôn giá nhất định che chở cho bọn ác tặc bại hoại võ lâm hay sao? Chủ nhân ngồi cổ mộ bình thản như không đáp. Chuyện thị phi của võ lâm ta không cần biết. Người hãy đi khỏi nơi này ngay. Tại hạ với tôn giá vô án vô kiều. Tôn giá đừng buộc tại hạ phải dùng võ lực. Ồ, oh, nếu vậy người đến ngày tận số rồi. Khâu khí thật là ngông cuồng. Tại hạ xin thất lễ. Nói đoạn, chàng tiến lên mấy bước. Chủ nhân ngồi cổ mộ đứng phát ngay lên quát. Đứng lại! Kim ngang tiêu vẫn từ từ tiến lên. Bóng thiếu phụ giống lên một tiếng, hai trường đẩy ra, luồng cuồng phong ao tới kim ngang tiêu. Kim ngang tiêu vận trưởng đỡ. Bùng một tiếng, hai luồng trường phong giao nhau. Thiếu phụ chủ nhân ngồi mộ cổ, loạn trọng lùi lại một bước, còn kim ngang tiêu vẫn tiến đến, chàng mới vận dụng có tám thành công lực đã đẩy lùi được đối phương nhưng trong lòng kinh dị hết sức trường lực của thiếu phụ không phải là tầm thường kinh lực đó rút ra không kém gì các tuyệt đỉnh cao thủ của võ lâm như phi long thư sinh thiên diệu thần cái một nhân vật võ công cao cường như vậy tại sao không có danh tiếng gì và cũng không ai biết đến quả thật là thiên ngoại hữu thiền nhân ngoại hữu nhân anh hào kỳ tài ẩn danh nhiều không kể xiết nhưng dù thiếu phụ công lực cao siêu đến thế nào, mụ cũng không phải là địch thù của đối phương. Đến chiều thứ hai thì toàn thân của thiếu phụ đã chấn động, mụ liên tiếp lùi lại năm bước. Nhưng Kim Ngang tiêu khi nào để cho đối phương lùi tránh mãi như vậy? Hai trường chàng đã biến thành muôn ngàn trường hình, dần dần bao phủ người đối phương. Thiếu phụ trúng một trường, kêu hự lên một tiếng. Bỗng thiếu phụ quay ngoắt người đi, chạy nhanh như gió, trong cổ mộ nhiều đường ngang dọc chi chít nhưng thiếu phụ tới chỗ rẽ là rẽ ngay lập tức màu lẹ khác thường kim ngang tiêu thật là bị bất ngờ chàng thấy đối phương bị mù mắt âu cũng có thể nghe trưởng phòng giao chiến được nhưng chàng không thể nào ngờ được rằng thiếu phụ lại có thể chạy trong địa đạo nhanh như vậy mụ chạy như thể người có đôi mắt sáng có lẽ mụ đã sống dưới cổ mộ này lâu năm nên đã tin thuộc đường lối đi như là in sâu vào đầu óc dù sao Kim Ngang Tiêu cũng bị bất ngờ nên đối phương chạy thoát. Chàng chỉ còn phi thân đuổi theo. Thuật khinh công của thiếu phụ thật là siêu phàm. Mụ chạy dưới địa đạo nhanh như tên bắn, không e dè những ngõ ngách, những đường quạt ngoằn ngoèo. Kim Ngang Tiêu tuy công lực trí cao, nhưng lúc này chàng ở một nơi quái dị, đường lối lạ lùng, tốc độ của chàng kém hẳn. Vì thế chỉ trong phút chốc, thiếu phụ đã chạy khỏi tầm mắt của chàng Kim ngang Tiêu hoàn toàn lạc lõng, đành đứng xứng người lại nghe ngóng. Nhưng chàng vừa đứng lại, thì mấy tiếng cười liên tiếp nổi lên. Không phải là một nơi, mà từ ba bốn nơi xung quanh, tiếng cười vọng lại. Giọng cười thật là ghê giận, nghe the thé như là tiếng ma quỷ hú, lại bao hàm một vẻ hiểm độc đắc chí. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh, bất giác dùng mình. Thì ra chàng đã lạc vào một quái động, xung quanh tứ bề, nơi nào cũng như nơi nào, không còn biết phân định phương hướng ra sao. Kim Ngang Tiêu nghiến răng ken két, tức giận khôn tả, biết rằng đã rơi vào quỷ kế của đối phương. Đột nhiên một tiếng cười the thé ở ngay phía trước mặt chàng vọng lại. Kim Ngang Tiêu nhảy vọn ngay về phía đấy. Qua một chiếc cửa lớn, chàng tiến đến một căn phòng trần thiết huy hoàng, đồ đạc toàn bằng đồ gỗ trần quý, lụa là gấm lụa la liệt khắp nơi. Và ở cuối phòng có một chiếc giường ngủ che rèm kín mít. Đúng đây là một buồng ngủ, nhưng buồng của ai? Câu hồn bang chủ chăng? Kim Ngang Tiêu thấy tình thế có chỗ quái dị, lòng đã nghi ngại. Nhưng nghệ cao gan lớn, chàng bất chấp những sự mai phục của đối phương, đường hoàng tiến lên. Chàng quyết khám phá sự bí mật trong căn phòng này. Nhưng Kim Ngang Tiêu vừa tiến được một bước, thì từ phía giường ngủ che rèm kín mít, bỗng có tiếng thở khe khẽ Kim Ngang Tiêu giận người rút thanh Long Thần Kiếm cầm ở nơi tay từ từ bước lại nơi trước giường đấy chàng còn cách chiếc giường độ 10 bước thì phía sau lưng chàng một giọng nói kinh hoàng thốt lên chớ có đến đấy Kim Ngang Tiêu giận nảy người dừng bước quay lại trong khung cửa của căn phòng đã có một người thấp bé không biết là đàn ông hay đàn bà mặt che một miếng sa đen, chỉ để hở đôi mắt. Cứ luận công lực cao siêu của Kim Ngang Tiêu, thì bất cứ có ai lại đến gần chàng, chàng cũng biết ngay. Nhưng người bịt mặt có lẽ vừa đến cửa, nên Kim Ngang Tiêu chưa kịp thời cảnh giác. Y đã cất tiếng nói. Dù sao công lực của người bịt mặt cũng thuộc vào hạng tuyệt đỉnh cao thủ, nên tiếng chân quy nhẹ nhàng đến nỗi, nhất thời Kim Ngang Tiêu không phát giác ra được. Chàng lạ lùng cất tiếng hỏi. Các hạ là ai? Người bịt mặt nói giọng khàn khàn như là đã biến âm đáp, "Ta là ai? Các hạ không cần biết, nhưng ta có thể nói ngay, ta là bạn chứ không phải thù." Tại sao tai hạ không được tiến lên nữa? Bởi vì nếu các hạ tiến lên ba bước nữa, tính mạng các hạ khó bảo toàn. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên quay mình nhìn về phía giường ngủ, Tuyệt nhiên không thấy vẻ gì khả nghi. Chàng nhích mép mỉm cười nghi ngờ nói. Kẻ thù của Tài Hạ đang ẩn trốn ở ngay trước mắt. Dù Tài Hạ có gặp nguy hiểm thế nào cũng không quan ngại. Dù có trời Phật hiện lên lúc này cũng không ngăn cản được Tài Hạ truy nã kẻ thù. Nói đoạn chàng tiến lên. Người bịt mặt có vẻ kinh hoàng thất thần, luống cuống cả tay chân, vội quát lên. Kim ngang tiểu đứng ngay lại, người hãy tin lời ta đi. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên chân định bước tiếp, phải dừng lại nói. Tôn giá là ai? Tại sao biết tên họ của tài hạ? Người bịt mặt không đáp lời Kim Ngang Tiêu, giơ tay cua lấy một chiếc cầm đôn bằng gỗ quý, nặng bằng một người lớn, ném thẳng chiếc ghế về phía trước mặt Kim Ngang Tiêu. Chiếc ghế rơi xuống ngay trước giường ngủ, cách độ hai bước chân. Tức thì nghe dầm một tiếng, cả một khoản sàn nhà lát bằng đá cầm vân, rộng bằng độ hai chiếc chiếu, tự nhiên sụp ngay xuống độ nửa thước. Đồng thời từ nơi sụp xuống đó, lửa bốc phụt ngay lên, dữ dội như miệng núi lửa, khiến Kim Ngang Tiêu kinh hoàng lùi lại một bước. Lửa cháy vô cùng mãnh liệt bốc phần phật, ánh lửa xanh lè, xem ra bên dưới chỗ hầm đó đã chứa sấn tàn chất liều hình, diêm ánh bốc lửa lên cực nhạy. Lửa bốc lên đốt cháy cả chiếc giường. Trong chớp mắt, các tấm lụa nhung đều cháy tàn, lộ bên trong là một chiếc giường trống rỗng. Kim Ngang Tiêu dùng mình. Quả nhiên đây là một cạm bẫy ghê gớm. Nếu chàng tiến lên vừa rồi, dù có võ công trí cao, cũng không thể nào thoát khỏi nạn nhân hình bị đốt cháy ra trò. Chàng quay lại nhìn người bịt mặt, lạ lùng phân vân, không hiểu y là ai, mà lại tiếp trợ cho chàng một cách bất ngờ như vậy. Kim Ngang Tiêu liền chấp tay thì lễ. Tôn giá... Nhưng mà chàng chưa nói dứt câu thì từ phía bên tả phòng bên cạnh một giọng nói đầy vẻ kiêu độc oán hờn rít lên còn tiên tỷ ta phân thân người ra làm muôn mảnh kim ngang tiêu giật mình kinh ngạc nhưng mà người biệt mặt còn kinh hoàng hơn chàng thân hình người đó bỗng quay ngoắt người đi phi thân vút ra ngoài như là chim cắt màu lẹ vô cùng y không kịp nói thêm lời nào nữa với kim ngang tiêu sửng sốt kim ngang tiêu đuổi theo ngay nhưng ra đến phòng ngoài bỗng người bịt mặt đã biến mất rồi kim ngang tiêu lại nhảy sang phòng bên trái nơi vừa có tiếng nói hăm dọa nhưng căn phòng này cũng rỗng không chẳng có một bóng người nào đứng phân vân một lúc kim ngang tiêu nghĩ thầm câu hồn bang chủ nhất định ở trong cổ mộ này không biết tại sao y thu nạp được thiếu phụ tự xưng là chủ nhân của ngôi cổ mộ nhưng câu hồn bang chủ và những thù hạ thân tín của y chắc hẳn đã ẩn náu ở đây không dám nhô đầu lên mê hồn cốc sợ quần hào bắt gặp chàng lại nghĩ tiếp ngôi cổ mộ này tàng trữ những cơ quan hiểm yếu Câu hồn bang chủ đã định thiết kế hãm hại chàng nhưng không xong bởi vậy y thị sẽ tiếp tục lừa chàng vào cạm bẫy nữa chàng chẳng cần phải tìm kiếm bọn câu hồn bang cũng phải xuất đầu lộ diện lúc này quả gai cấn Kim ngang tiêu không còn thì giờ suy nghĩ đoán xem người bịt mặt vừa rồi là ai. Tuy nhiên chàng chợt nhớ đến người bịt mặt đã mấy lần cứu chàng trước cửa hầm lên kim đỉnh tự. Chàng cảm động tự hỏi người bịt mặt vừa rồi có phải là người xuất hiện ở trước hầm kim đỉnh tự hay không? Kim ngang tiêu bước sang một phòng kế tiếp. Đó là một căn phòng quái lạ, hình tròn nhưng lại có nhiều cửa ra vào. Vừa bước tới Kim Ngang Tiêu kinh hãi đứng sững. Tại mỗi cửa đều có một người cầm kiếm đứng nhìn chàng. Nhưng trong giây lát, Kim Ngang Tiêu hoàng hồn ngay đờ người. Những người đứng ở cửa đó lại chính là chàng. Cũng là Kim Ngang Tiêu võ vục trình chàng, tay cầm kiếm và kỳ quái, thanh kiếm đó hình như con rồng. Đúng là mỗi người đều cầm thanh thanh long thần kiếm. Ma quái. Nhưng sau khi định thần lại, Kim Ngang Tiêu khẽ kêu a à lên một tiếng. Tuy không có ai khác mà chàng cũng đỏ bừng mặt đền, tự thẹn vì đã quá kinh hoàng vô ý. Nguyên căn phòng hình tròn không phải có nhiều cửa, mà thật ra chỉ có nhiều tấm gương đồng khép lại. Tất cả có 16 tấm gương đồng quay lại thành hình tròn. Khi Kim Ngang Tiêu bước vào, thì bóng hình chàng hiện lên tấm gương đó. Bởi vậy chàng có cảm tưởng quái lạ là 10 cậu Kim Ngang Tiêu cùng xuất hiện. Nhìn kỹ Kim Ngang Kiều chợt hiểu rằng đây là căn phòng luyện công. Ngày nào Trần Thiết nơi sao hoa cầu kỳ luyện võ công như thế này, chắc phải là một bậc vương gia. Lý lịch nơi cổ mộ này càng thêm bí mật. Kim Ngang Kiều thấy căn phòng chỉ toàn những tấm gương đồng quay tròn, không có lối nào khác nên chàng đình lụi quay đi. Nhưng khi quay lại tìm lối ra, chàng bỗng ngẩn người. Lối ra đã mất, xung quanh chàng chỉ toàn là những tấm gương có lẽ cửa ra cũng là một tấm gương Khi mà chàng bước vào căn phòng Thì cửa đó từ từ khép lại Mà chàng không hay biết Thật quái dị Nhưng để tìm đối ra cũng không khó Chàng chỉ việc đi lần lượt từng bước gương Xem tấm nào là cửa ra là được Tùy nghĩ vậy Kim Ngang Tiêu cũng cảm thấy lo âu Vì chàng đã bắt đầu nghi ngờ Rằng đây chính là một cạm bẫy của đối phương Chàng vội vàng tiến đến tấm gương giơ tay đầy tấm gương vẫn nguyên, vững chắc như tường đá, không phải là cửa ra. Đến tấm gương thứ hai, rồi tấm gương thứ ba, tất cả đều như tường. Cửa ra đã biến mất rồi. Kim Ngang Tiêu vừa lo âu vừa tức giận, quay cuồng chạy khắp nơi. Không ngờ chàng đứng im còn khá, chạy đi mấy thật lờ nguy. Khi chàng chạy, bao nhiêu bóng hình trong gương đều chạy hết. Lập tức Kim Ngang Tiêu rối loạn tâm thần, đây chính là một tà pháp quỷ dị của đối phương. Trong phút chốc, Kim Ngang Tiêu đã hiểu ngay cảm bẫy nguy hiểm, nhưng muộn rồi. Những hình bóng của chính chàng trong 16 tấm gương đột nhiên biến thành những hình ảnh ma quái ảnh đầu, đầu óc Kim Ngang Tiêu quay cuồng. Nếu Kim Ngang Tiêu không có một tấm thần võ công với nhiều loại nội công thượng thừa tiềm tàng trong người, tất nhiên chàng phải táng mạng ở nơi đây. Khi thấy tâm thần tán loạn, chàng vội ngồi ngay xuống, vận dụng chân khí để chấn định tâm thần. Tâm trí bất hoang mang, nhưng làm sao thoát khỏi nơi này? Kim Ngang Tiêu rút luôn thanh long thần kiếm, thi triển kiếm pháp của phái quân luân nhằm những chiếc gương đồng tàn phá. Một luồng kiếm quang xanh lè, trước nhỏ, sau tỏa rộng. Chỉ thấy leng keng như là muôn ngàn tiếng chuông cùng đổ. Thanh Long thần kiếm đại phá mà kính trận. Trong phút chốc, thanh long thần kiếm chém sắt như chém bùn, đã đập tan các mảnh gương đồng. Những mảnh đồng vụn rơi là tà, ngay cả những bức tường đá ở phía sau cũng bị phá thùng. Kim ngang tiêu theo một lỗ hồng nhảy vọt ra ngoài. Chàng thở dài một tiếng nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn quanh. Đây lại là một căn phòng khác. Nhưng trên tấm tường lớn, ngay trước mặt kim ngang tiêu, có treo một tấm bảng gỗ. Trên có ghi mấy hàng chữ thảo Kim Ngang Kiều mất mạng ở đây. Vừa thoát khỏi nơi ma quái hiểm nghèo, trong lòng đang còn tức giận. Kim Ngang Kiều thấy hàng chữ đó càng thêm tức giận như điên cuồng. Nhảy lại dùng thanh long thần kiếm chém luôn tấm bàng. Dầm một tiếng, cả một mảng lưới sắt từ trên cao chụp xuống cuốn lấy người Kim Ngang Kiều rồi kéo vút lên cao lơ lửng giữa khoảng không. Tuy có thần lực nội công kinh người, Kim Ngang Tiêu gặp phải trường hợp này cũng không khỏi luống cuống. Vì chàng muốn dùng thanh long thần kiếm chém đứt lưới sắt. Nhưng những sợi dây sắt thần tinh lạ lùng càng ngày càng siết chặt khiến cho tay chàng cứng đờ. Sợi dây tùy cứng nhưng lại mềm vì đó là những sợi dây dính nối vào nhau rất là khéo. Không thể thi triển nội công bứt đứt ngay được. Già dĩ không phải là một sợi dây mà có cả trăm sợi thân hình lại bị kéo lên cao, lung bùng như là chim mắc lưới, khó thoát vô cùng. Giữa lúc ấy, một tiếng cười hô hố vô cùng đắc chí phát ra. Một tên câu hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng, không biết từ đâu đã chạy ra, đứng nhìn kim ngang tiêu mắc lưới và buông tiếng cười đắc chí. Tên câu hồn bang cười nói, Tiểu tử, cho người biết mặt của lão phù lúc này cũng vô hại. Người nhìn mặt lão phù cho rõ rồi chết đi. Nói đoạn, y gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt lộ ra với đầu tóc trắng xóa. Tên cầu hồn bang đó chẳng phải xa lạ, chính là ngô công lão quái, chủ nhân của con rết kim tiền. Đang ở lửng ở trên cao, kim ngang tiêu vội vận dụng, rút thanh thanh long thần kiếm, chém xả vào lưới sắt. Vừa thoát khỏi lưới sắt, không ngờ bị một khối đá hình lục lăng to lớn, mà bà giày của nó cũng ghê gớm chặn ngang kim ngang tiêu chém vào đá, đá nảy lửa xanh lè. Tràng vận dụng cự linh thần công, truyền kinh khí vào đầu lưỡi kiếm, đâm sâu xuống, là đá lại dạn nước ra ngay. Nhưng mà đâm sâu xuống ngập cả thanh kiếm mà vẫn chưa thủng được qua nền đá. Bên dưới, tiếng dên la nghe rõ, mỗi lúc một thêm cấp bách. Kim ngang tiêu càng nóng lòng, nằm nhoài cả người xuống đất, sửa mũi kiếm, cắm phập sâu xuống bỗng phụt một tiếng nên đá dày đến năm xích đã bị xuyên thùng ở phía dưới khoét thành một lỗ hồng bằng bàn tay những mảnh đá vụn rơi xuống đấy quả nhiên bên dưới là một căn nhà hầm nhưng mà mũi kiếm vừa khoét thùng một lỗ thì một luồng khói từ phía dưới phật lên mặt của kim ngang Tiêu. thì ra căn phòng phía dưới đầy khói tiếng rên la cũng là những tiếng hò sặc sụa đưa lên kim ngang Tiêu kinh hoàng hiểu ngay tình thế hiểm nghèo. Phía dưới không có biết bao nhiêu người bị giam giữ, nhưng tất cả đang ở trong tình trạng chết ngạt. Có lẽ bọn cầu hồn bang đã nổi lửa đốt ở nơi nào, nên là khói mới xông vào căn phòng giam như vậy. Tình thế cấp bách, Kim Ngang Tiêu không ra tay cứu những tù nhân ngay lập tức, thì trong một phút chốc tất cả đều chết ngạt vì nơi khói. Kim Ngang Tiêu điên đầu nhìn quanh, không thấy chỗ nào có thể gọi là cửa xuống nhà hầm được. Tất cả đều là đá xây kiên cố. Tiếng rèn là vọng lên thôi thúc. Kim Ngang Tiêu nhến rằng vận dụng cự linh thần trường đủ 81 thành công lực, xuyên cả bàn tay xuống lỗ hồng, tìm cách đẩy cả khối đá đó lên. Trừ phi có một sức khỏe như là thần thánh, không ai dám nghĩ đến là một việc như vậy. Cả khối đá hình lục lăng, mỗi bề tới một trường lại dày tới năm xích, tất nhiên phải nặng đến hàng vạn cân. Không những vậy, Phiến đá này lại được gắn liền với phiến đá khác bằng một thứ chất vừa lạ lùng, cứng cũng như đá. Nhưng để cứu người, Kim Ngang Tiêu chẳng kỳ quan, liều lĩnh là một việc quá sức mình. Một tay thò xuống kéo lên, đá không chút nhúc nhích. Kim Ngang Tiêu điên người, lại dùng Thanh Long thần kiếm khoét thành một lỗ nữa. Chỉ trong chớp mắt, cả hai tay của chàng đều chọc được xuống. Công lực phát triển huyền diệu, lỗ đá nhỏ, chàng thi triển hoán cốt công, thu nhỏ xương tay lại, lọt qua lỗ hồng, rồi dùng tận lực bình sinh kéo lên. Cả khối đá bỗng lay động, bụi cát từ sáu cạnh bốc lên như là sương mù. Kim ngang tiêu cả mừng, tăng thêm một thành công lực nữa. Rắc rắc mấy tiếng, khối đá hình lục lăng nặng vạn cân, từ từ được nhấc lên. Lúc này nếu có quần chúng chứng kiến, tất là phải có những tiếng gieo hò kinh động. Thán phục công lực của một người dáng dấp nhỏ nhã như thư sinh, nhưng mà có sức khỏe như là thiên thần. Nhưng lúc này ngoài tiếng rên la từ phía dưới đưa lên, nào có tiếng gì khác? Xong lẽ tai của Kim Ngang Tiêu thính vô cùng. Lúc chàng vừa nhấc được khối đá, hình như ở đâu đây, cách chàng không xa lắm, bỗng có một tiếng à nhỏ biểu lộ sự kinh hãi pha lẫn với thán phục. Mặc Kim Ngang Tiêu vận hết công lực nhấc khối đá lên xương cốt của chàng kêu răng rắc. Chàng định nhấc cả khối đó lên hay là hất ngược cho nó nghiêng sang một bên thành một lối đi. Nhưng sức người chỉ có hạn, Kim Ngang Tiêu là tay thần dũng cái thế mới có thể nhấc tấm đá vạn cân đó lên khỏi đầu gối một chút mà thôi. Nhấc bổng lên, chàng không còn đủ sức dù chàng có 5-6 thần thứ công lực trong người. Còn làm nó nghiêng về một bên thì không thể được vì khối đá quá dày lại kẹt vào giữa những khối đá khác. Kim Ngang Tiêu không biết làm thế nào, đành cứ giữ nguyên khối đá như vậy trong tay. Một mặt chàng gọi lớn. Những vị nào bị giam ở dưới đấy, hãy mau bỏ khỏi chỗ này đi. Thật ra chẳng cần chàng lên tiếng gọi. Khi mà khối đá vừa bốc lên, để hở lối cho hai người chui lọt, thì khói ở phía dưới đã bốc lên. Những người bị giam ở phía dưới, đang ở trong tình trạng nghẹt thở gần chết vì khói. Này bỗng thấy một chỗ hồng để có thể chui ra ngoài được làm sao không mừng rỡ. Kim Ngang Tiêu vừa gọi dứt lời thì đã có người lòi ngóp bỏ lên. Một người, rồi hai người, ba người. Cứ thế, họ nối đuôi nhau bỏ lên. Khi mà những người thứ nhất vừa trôi qua khỏi lỗ hồng, Kim Ngang Tiêu trông thấy họ, bất giác, chàng giận mình thông cảm. Tất cả đều như những thầy mà hay là những bộ xương. Tất cả đều gây yếu thảm hại người chỉ còn lê được đi từng bước mà thôi. Những nhân vật này đều là những hào thủ giang hồ, tung hoành thiên hạ, chẳng may gặp phải câu hồn bang chủ. Chỉ vì bướng bỉnh không nghe lời tùng phục của câu hồn bang, nên đã bị câu hồn bang chủ bắt ra ở đây. Không hiểu câu hồn bang hành hạ họ như thế nào, mà tất cả đều như những phế nhân. Thủ đoạn của câu hồn bang thật là ác độc vô cùng. Kim Ngang Kiều ngén răng kiên kép lòng càng căm thù căm hận câu hồn bằng Càng vận sức, càng nâng cao khối đá, quyết giải cứu tất cả mọi người. Mọi người bị giam giữ ở phía dưới, không biết là có bao nhiêu người, nhưng vẫn lần lượt chui lên. Những người lên đến bên trên, thoát khỏi khói mù nghẹt thở, chỉ còn nằm lăn lốc một góc, buông thở dốc, đến nỗi nói không nên lời. Xong giữa lúc đó, một tiếng cười hô hố cùng với khả ố phát ra từ phía ra vào của căn buồng kim ngang tiêu giật mình nhìn lên đã thấy ngô công lão quái lưng đeo con rết kim tiền đứng ở phía cửa nhìn vào và cất tiếng cười đắc chí ngô công lão quái nói kim tiểu tử ngươi hãy ra đây đối với lão phù một trường kim ngang tiêu nghiến răng ken két ngô công lão quái vô cùng rào hoạt thừa biết kim ngang tiêu không thể buông tay ra vào trong lúc này những người ở dưới đây đang tiếp tục chui lên. Nếu Kim Ngang Tiêu buông tay, khối đá rơi xuống, tất nhiên sẽ kẹp chết mấy người cùng một lúc, và những người còn lại cũng chết luôn ở phía dưới. Chàng không thể nào buông tay và cũng không rời khỏi chỗ này được. Ngô công lão quái đứng một lát, nhìn thấy ngay tình thế nên lão yên lòng, cười hì hì bước vào trong căn phòng. Lão từ từ tiến lại gần Kim Ngang Tiêu, cười nói. <laughs> Tiểu tử Tính mạng của người Nằm trong tay của lão phù Nói đoạn Lão xòe bàn tay Năm ngón tay như rồi Nhằm ngay vào các huyệt đạo của Kim Ngang Tiêu Kim Ngang Tiêu vừa tức giận vừa kinh hoàng Biết rằng Nếu để ngón tay của lão điểm trúng tử huyệt Tình trạng của chàng khó mà bảo toàn Nhưng lúc này chàng không cử động được Hai tay đang mắc ôm khối đá Nếu chàng buông tay để chống đỡ với lão quái lập tức sẽ có mấy mạng người chết oan vì chàng. Không kịp suy nghĩ gì lâu, ngón tay của lão quái đã đến gần thân chàng. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu quay đầu lại, vận khí ở đàn điền, thổi mạnh một cái vào mặt của lão quái. Cái thổi đó, kinh lực mạnh như là nhát búa. Ngô công lão quái nếu không phải là tay tu luyện nội công lâu ngày, ắt là phải vỡ sọ mà chết. Lão quái bị bất ngờ, tránh không kịp bị luồng hơi thở của Kim Ngang Tiêu đập trúng mặt, làm tối tăm mặt mũi, rú lên một tiếng và lùi lại luôn mấy bước. Lão quái tức giận, mặt hung quang gầm thét. Cái thằng thiêu tử thối kìa, ta cho người biết mùi chết chóc thảm khốc như thế nào. Nói dứt lời, miệng lão đã dít lên một tiếng như là tiếng còi. Lập tức trên vai của lão quái, một vật có ánh sáng vàng lấp lánh, to thù lù và đen xì, phi vút xuống nhanh như chớp đó chính là con rết kim tiền được lệnh của chủ đến tấn công kim ngang tiêu tình thế lúc này quả là nguy hiểm kim ngang tiêu đã biết con quái vật đó ghê gớm như thế nào thần công thái dương trưởng của chàng cũng không làm nó bị thương hơi thở của chàng đã mạnh đến thế nào cũng không thể nào ngăn cản được con rết con vật này đã cầm hận kim ngang tiêu từ trước nên nó sẽ nhầm yết hầu của chàng mà cắn chỉ một cái táp của nó cũng đủ làm cho kim ngang tiêu đứt đồi đầu tình thế này trừ khi chàng buông bỏ khối đá giơ tay chống đỡ mới thoát chết nếu không tính mạng của chàng chẳng còn nhưng làm sao buông khối đá cho được những người từ bên dưới vẫn lúc nhúc bò lên tất cả đều ốm yếu không ai giúp đỡ chàng được việc gì nếu chàng buông tay ra tình thế sẽ thảm khốc vô cùng giữa lúc chàng phân vân con rết đã phi tới trước mặt chàng nhanh như chớp Kim ngang tiêu vận sức Đình thổi vào mặt của nó Chẳng ngờ cùng lúc ấy Thấy một bóng người từ ngoài vụt đến Ánh kiếm hoa lên như là điện chớp Chỉ thấy phập một tiếng Máu đen tanh hôi bắn ra tứ phía Con rết giống lên một tiếng thề thàm Người nó đã bị chém ra làm hai khúc Kim ngang tiêu vừa mừng vừa kinh ngạc Nhận thấy người vừa nhảy đến cứu chàng Lại là người bịt mặt lúc nãy Ngô công lão quái thấy con vật thân của mình bị hại, liền giống lên một tiếng sông ngay lên. Nhưng mà khi nhìn thấy rõ người bịt mặt, lão quái bỗng đứng sững ngay lại. Hình như lão đã nhận ra lai lịch của người đó là ai. Lão quái tức giận đến nỗi líu lưỡi. Tiểu, người, người cả gan phản bội đến như vậy ư? Ừ? Người bịt mặt thản nhiên quay lại nhìn lão quái, không nói một lời. Lão quái gầm lên. Ta, ta giết người. Chủ nhân cũng không nói vào đâu được. Dứt lời lão nhảy tới tấn công người biên mặt liền. Người biên mặt né tránh thế trường của lão quái, rồi lạnh lùng nói. Lục A Tam, người rút đi ngay, ta tha mạng cho người. Nếu còn cố chấp, đừng trách ta không nghĩ tình cũ. Thanh âm của người đó lạ lùng vô cùng, nhưng lão quái vật mặt đầy sát khí nói. Bất luận người là ai, người giết con kim tiền của ta. Người phải chết Tiếp chiều Thế trưởng thứ hai của lão quái chẳng những mãnh liệt Mà còn tiềm tàng sự độc hiểm Rõ ràng là lão ta đã xả tay sát thủ Người bịt mặt hư một tiếng Giờ tay đối trường Bùng một tiếng Cả hai bị chấn động lùi lại một bước Lão quái như điên cuồng Nhảy vào tấn công luôn Xoạt một tiếng Người bịt mặt đã rút kiếm trong tay Trong chớp mắt Hai bên đã giao đấu với nhau hơn hai chục hiệp. Lão quái tay không, nhưng công lực của lão ảo diệu vô cùng. Còn người bịt mặt sử dụng kiếm thuật đến mức tinh vị nhất. Lưỡi kiếm xe xé nhằm các yếu huyệt của lão quái tấn công, làm y phải lùi bước liên tục. Chỉ một lát sau, số người ở dưới hầm đã lên hết. Kim ngang tiêu chầm một lát, không thấy ai bỏ lên hết. Chàng mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm, từ từ hạ khối đá xuống. Không ngờ giữa lúc ấy, ngô công lão quái đã rú lên một tiếng thề thàm. Bà vai trúng một lưỡi kiếm, người hắn văng lại phía kim ngang tiêu. Thì ra người bịt mặt đã dùng một thế kiếm huyền diệu, đâm chúng đối phương vào bả vai. Đồng thời còn dùng tà trường đánh vào ngực của lão quái, khiến y bắn văng đi. Nhưng lão quái đã tới số, nên lão lại rơi chúng vào miệng hầm đang khép lại. Kim ngang tiêu bị bất ngờ, giận mình tưởng là lão quái nhảy lại liều mạng tấn công mình liền bỏ rơi khối đá xuống để nhảy sang một bên. Khối đá nặng vạn cân rơi xuống, vừa đúng lúc lão quái bắn tới miệng hầm, chỉ thấy rầm một tiếng. Tiếp theo là tiếng la chói tai của lão quái. Thân hình lão quái đã bị khối đá đè bẹp ở miệng hầm ngang bụng, phần chân ở dưới, phần đầu ở trên. Lão quái hộc máu tươi, vẫy mấy cái, rồi tắc thở ngay đờ người. Thế là hết đời một lão đại ma đầu biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiều lẫn người bịt mặt đều đứng ngẩn người ra nhìn. Lát sau người bịt mặt từ từ bước lại nhìn thấy lão quái, rồi khẽ nói. Lục A Tam, chẳng qua, người ác độc đa đoàn, nên kết cuộc mới thảm khốc như thế này. Không rõ nét mặt của người đó ra sao, vì mặt y trùm một miếng vải đen che kín, nhưng nghe giọng nói. Rõ rệt là y có quan hệ mật thiết với lão quái này Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi Các hạ là ai? Người bịt mặt quay lại nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, Đôi mắt của y lộ tia sáng lạnh lùng Như thể là muốn nói muôn lời Đột nhiên người bịt mặt quay lại đi Phi thân chạy sang buồng phía trước Kim Ngang Tiêu lạ lùng đã định đuổi theo ngay Nhưng những người chàng vừa cứu thoát Có tới ba chục người Đã lóp ngóp đứng lên trong bọn có hai ba người khỏe mạnh nhất đến trước Kim Ngang Tiêu chấp tay nói Kim Đại Hiệp ơn cứu mạng huynh đại Tài Hạ không dám quên xin kết cỏ ngậm vành Kim Ngang Tiêu đáp lễ nói chư vị nói quá lời rồi thay giờ cấp bách chư vị hãy tạm nghỉ ở đây chờ Tài Hạ diệt xong câu hồn băng rồi sẽ dẫn đường ra khỏi nơi đây nói đoạn chàng đuổi theo người biệt mặt ngay vì chàng hiểu ý ý và y muốn dẫn đường cho chàng đến cầu hồn mang chủ. Nhưng khi chàng chạy sang phòng bên, bóng người bịt mặt bá biến đầu mất rồi. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh thấy quang cảnh bắt đầu khác lạ. Căn phòng này thật rộng, toàn bằng đá sần sùi, có những ngọn đèn lưu lì lói, chứ không phải là những căn phòng sang trọng như trước. Cuối phòng có một cánh cửa tò vò bằng đá hình bán nguyệt, nhìn ra thấy sâu thẳm như là một đường hầm. Kim Ngang Tiêu không chút do dự tiến ngay vào đường hầm đó. Chàng đã nghi ngờ rằng ngôi cổ mộ đến đây đã hết rồi. Không biết chừng con đường hầm đưa chàng đến một nơi khác sau huyệt cuối cùng của cầu hồn băng chủ. Kim Ngang Tiêu tiến được hai trượng thì thấy đường hầm có một rãnh cửa sắt che kín. Chàng giơ tay sờ cánh cửa để tìm hiểu sức đẩy của nó như thế nào. Hồng ra tay tấn công phá cửa nhưng tay chàng vừa đặt lên cánh cửa sắt đã thấy một giọng lạnh lùng ở bên đã vang lên các hạ hôm nay đến đây là lọt vào tử địa của bồn bang rồi có biết hay không kim ngang tiêu quay ngoắt người lại lòng hơi kinh hãi thầm vì kẻ nào đó công lực quả là cao siêu đến mức thường thừa nên hắn đến gần mà chàng cũng không hay biết quay lại nhìn kim ngang tiêu mới phát giác không phải là một người mà là tới năm người toàn là mặt nạ bằng đồng. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. <cười> Các người là bọn vệ sĩ cuối cùng của câu hồn bang chủ có phải không? Câu hồn bang chủ ở đâu? Mau bảo y ra lãnh tội với bổn nhân. Tất cả năm người y phục giống nhau, cùng đeo mặt nạ bằng đồng, đứng chặn đường hầm. Kim Ngang Tiêu kẹt vào giữa, sau lưng chàng là cường địch. Chỉ trông qua tư thế của năm người này, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay, đó không phải là những nhân vật tầm thường Quả nhiên, một người trong bọn năm người đã cất giọng khàn khàn nói. <laughs> Các hạ ngông cuồng lắm. Nhưng câu hồn bằng không phải là không có người. Kim ngang tiêu trầm giọng quát. Báo danh đi. Người nọ cất tiếng cười quái gở nói. Các hạ đã gặp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại hộ pháp của bổn bàng cô hồn bang chủ ở đâu? Các hạ thắng được ngũ đại hộ pháp, hắn nói đến gặp bang chủ. Kim Ngang Tiêu cười ha ha, ta đi khắp nơi cổ mộ này, chỉ mong tìm gặp được cô hồn bang chủ mà thôi. Các người đã cùng ta giao chiến, điều đó rất hợp ý nguyện với ta. Có tài gì, hãy thi thố cho bổn nhân coi. Năm đại hộ pháp đột nhiên thay đổi phương vị, đứng thành một thế trận kỳ lạ, Kim Ngang Tiêu khoanh tay mỉm cười, chờ đối phương ra tay. Tuy chàng không hiểu thế trận của đối phương là gì, nhưng tự tin công lực cái thế của mình, chàng vẫn ung dung bình thản. Năm đại hộ Pháp đứng vào phương vị xong, thì lập tức người bên tả rơi trường tấn công chàng. Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, thấy kinh lực của đối phương tỏa ra một thế âm hàn giận người, trường phong lạnh buốt như là băng giá. Chàng chưa muốn hoàn thủ, vội thi triển tu la thân pháp, thoát ra khỏi luồng trường phong cực lạnh của đối phương. Trong lúc mà hai trường giao nhau, thì phía sau kim ngang tiêu đã thấy xuất hiện một mùi xú ế nồng nặc theo kinh lực bắn tới. Đó là luồng kinh lực thứ ba do người thứ ba công tới. Chỉ cần người mùi xú ế đó cũng đủ hiểu môn công phu của người thứ ba là một thứ tà môn công phu, ám tàng những chất độc kinh người. Kim Ngang Tiêu biết ngay chàng đã gặp phải những tay tuyệt đỉnh cao thủ của câu hồn bang. Theo bang quy của câu hồn bang thì không có phó bang chủ, nhưng sau bang chủ thì đến ngũ đại hộ pháp. Bởi thế năm hộ pháp này cũng như là phó bang chủ của câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu vẫn né tránh, chỉ khi nào bất đắc dĩ mới đối trường để thăm dò công lực của đối phương. Người thứ tư tấn công chàng là một người thấp lùn, nhưng khi y giơ tay ra chộp vào vai của Kim Ngang Kiều, chàng giận mình lùi lại một bước, vì đột nhiên tay y dài gấp đôi. Định thần nhìn kỹ, Kim Ngang tiêu mới thấy tay người đó cầm thêm một cánh tay người, đỏ như là huyết, năm ngón tay đen kịt. Đó chính là xích huyết thù, món binh khí kỵ dị nhất mà Kim Ngang tiêu chỉ được nghe thấy, chứ chưa bao giờ thấy. Xích huyết thù nguyên là bàn tay của một nhân vật tà ác Võ công kinh người của thời đại 200 năm trước. Nhân vật này luyện được công lực thần thông xuất phàm, nhưng tính tình hung bạo đến cực độ. Quá say mê các loại luyện công của tà môn, một ngày kia, nhân vật đó dồn hết nội lực vào tay trái, đưa tất cả những chất độc luyện thành trong người tụ tập vào cánh tay này, rồi đột nhiên dùng trưởng biên hữu chém cụt cánh tay tả, ta để mà đến tận khỉu tay. Mấy nghe qua thì thật là chuyện vô lý bỗng dưng không ai lại chặt tay của mình. Nhưng đối phương với một nhân vật tà phép, việc tự hủy hoại thân thể để mà luyện công là chuyện thường. Cánh tay đó liền được tẩm bằng các phương pháp tối độc, trở thành một thứ binh khí, gầm trời không có hai. Bởi vì chẳng những đao kiếm không phạm được vào cánh tay đó, mà nó còn có thể tự phát ra kinh lực ghê người, có khả năng đà phá mọi loại thần công trên đời này. Hơn nữa cánh tay đó có những móng tay tẩm thuốc độc quái dị, chẳng cần phải cào xước ra chảy máu, mà chỉ để ngón tay đó đụng vào thân thể của người nào. Lập tức, xương cốt của người đó cũng hóa thành nước ngay, cái chết thảm khốc vô cùng. Vì cánh tay luôn luôn có sắc đỏ như máu, nên võ lâm giang hồ đặt cho cái tên gọi là xích huyết thù. Đến nay vũ khí này xuất hiện. Lại nói khi nhân vật thứ tư dùng bàn tay máu này tấn công, thì Kim Ngang Tiêu cả kinh, hiểu rằng đó là một thứ binh khí tàn độc nhất võ lâm. Chàng không dám để vật đó chạm vào người nên xoay người né tránh. Thân hình Kim Ngang Tiêu băng sang phương vị của vị đại hộ pháp thứ năm. Người này thân hình gầy đét như cá mắm, không biết y tu luyện môn võ công nào. Chỉ thấy y ngồi sụp xuống, chống hai tay y lên, thân hình của y bỗng cong như con tôm. Kịch kịch hai tiếng, cả thân hình đại hộ pháp này lăn lốc, nhưng mà đồng thời hai ngoan trưởng mạnh như là đảo Hải Di Sơn tấn công vào hạ bộ của Kim Ngang Tiêu. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu bị lâm vào thế bao vây nguy khốn vô cùng. Xung quanh tà hữu đều có ngọn trưởng lực quái dị, lúc thì thuần dương, lúc thì hàn độc bao trùm. Phía trước mặt có bàn tay xích huyết thủ lăm le cho vào mặt của chàng. Phía sau kinh lực ma quái xú ế uy hiếp. Phía dưới bị một môn võ công quái dị truyền đánh thấp là la mặt đất tấn công. Kim Ngang Tiêu nhận thấy ngay rằng ngũ đại hộ pháp này đã luyện thành một thế trận rất là hiểm ác, vây kín tứ phía, không có cách nào thoát thân được. Đối phương năm người đều là những người tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ trong mấy chiều đầu, Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy công lực của năm đại hộ pháp chẳng kém gì công lực của bách trưởng thiền sư hay là thiên diệu thần cái. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, chợt hiểu Tại sao cô hồn bang hoành hành thiên hạ đến như vậy? Năm đại hộ pháp này có thể nói là năm đại tôn sư của môn phái đặc dị. Vì họ đeo mặt nạ à bằng đồng nên không thể nào nhận rõ được mặt mũi của họ ra sao. Nhưng chắc chắn là những người này đều là những nhân vật thành danh trên trốn giang hồ. Cô hồn bang chủ làm thế nào thu phục được những nhân vật như vậy? Kim Ngang Tiêu chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Sau khi thăm dò được công lực của đối phương bắt đầu từ chiều thứ 10, chàng đột nhiên rú lên một tiếng như là rồng ngầm hổ giống. Một bên tay tà của chàng vận dụng Thái Dương Thần Công Trường. Một bên tay hữu của chàng vận dụng đến thức thứ 81 của cự linh thần trường. Thân hình người gầy đét lấn tới chân của Kim Ngang Kiều. Hai bàn tay của y như là hai con dao sắc bén chém vào chân chàng. Kim Ngang Tiêu vừa đỡ xong hai trường từ bên hữu, không kịp nhảy lên tránh, liền cười nhạt một tiếng, dùng cự linh thần trường khoa đỡ bộ hạ rắc rắc hai tiếng hai cánh tay của nhân vật gầy đét chạm vào tay của kim ngang tiêu đã bị gãy lìa y la lên một tiếng thảm thiết người bị chấn kích bật ra ngất lịm liền khi ấy bàn tay xích huyết thủ đã cào tới trước ngực của kim ngang tiêu chàng lách mình lé tránh nhưng bị hàn độc dội đến lạnh buốt như tuyết kinh lực âm nhu nguy hiểm vô cùng Kim ngang tiêu đẩy thái dương thần công chống đỡ lại. Hai thế hàn nhiệt gặp nhau phát ra tiếng nổ đinh tài nhức óc. Nhưng thân pháp của người sử dụng xích huyết thù ảo diệu vô cùng. Kim ngang tiêu vừa tránh thoát thế cào vào ngực thì bàn tay đỏ như máu đã xoay lộn trở lại nhằm vào sườn bên hữu của chàng đập tới. Kim ngang tiêu dù có thân pháp mau lẹ đến đầu cũng không thể nào tránh né được ba bốn thế công cùng đánh tới chàng một lượt như vậy. Chàng không dám đụng trường vào cánh tay xích huyết thù Nên anh giơ tay Rút thanh hồng tử kiếm đem ở sau lưng Chém vào bàn tay máu Choang một tiếng Lửa xanh lên cao như là sao xa Thanh hồng tử kiếm chấn động dữ dội Cánh tay kim ngang tiêu dung truyền Đó chẳng phải là kẻ sử dụng xích huyết thủ Có công lực cao hơn chàng Mà bàn tay máu đó Có tiềm tàng kinh lực ghê người Gặp bất thứ vật gì Nó cũng phản kích lại như vậy dù sao Bàn tay máu cũng bị hồng tử kiếm gạt đỡ Nghe tiếng choang Kim ngang tiêu giận mình nhìn lại Thấy xích huyết thủ vẫn y nguyên Hồng tử kiếm là kiếm báu Chém sát như chém bùn Vậy mà không chém đứt được xích huyết thủ Thấy vật mà quái đó lợi hại Kim ngang tiêu kinh hái Quyết trừ cho bằng được